Trinh. Theo học và học VCI từ ngay từ level 1.
của thầy Michael Roach, và đến bây giờ là level 3. Trong quá trình mình học thì đã có thực hành, và DCI đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, thay đổi hoàn toàn cách thức điều hành doanh nghiệp và cả trong cuộc sống nữa. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Trần Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, hiện tại là tổng giám đốc công ty KTB Việt Nam. Từ khi biết đến Nàng Nàng Kim Cương, thực sự Nàng Nàng Kim Cương đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Tất cả những cái điều đó đã giúp cho tôi có một cái cuộc sống mà đỡ bận rộn hơn, hướng tới quan tâm giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Một trong những điều quan trọng nhất của một doanh nghiệp đó chính là sự gắn kết, và tôi đã tạo được cái điều đó đầu tiên sau khi áp dụng DCI. Những cái kiến thức mà Khôi nhận được từ DCI và đặc biệt là thầy Hesi Michael Roach thì là nó rất là giá trị và lớn lao. Cho đi những gì mình muốn thì mình sẽ nhận lại được những gì mà mình muốn nhận. Xin chào, tên tôi là Phạm Thành Long, hiện nay tôi là giám đốc kinh doanh ở công ty cổ phần điện chất điện Dafaco. Rất là tuyệt vời, và tôi cảm thấy rằng tại sao tôi không biết đến DCI sớm hơn. Sắp tới tôi quyết định chọn DCI làm nền tảng văn hóa cho doanh nghiệp của chúng tôi. Trước tiên thì xin gửi lời cảm ơn tất cả các thầy cô trong đội ngũ giảng viên của DCI quốc tế đã về đây và đã cùng giảng dạy cho tất cả học viên Việt Nam. Lời cảm ơn thứ hai là xin gửi cảm ơn đến CEO của Adaku Education, là Nguyễn Công Bình, người đã mang năng đoạn kim cương về Việt Nam để cho tất cả những người Việt Nam được học năng đoạn kim cương từ thầy Michael Roach. Và thứ ba là cảm ơn tất cả đội ngũ anh em Adaku Education đã vô cùng nhiệt tình trong không chỉ là một khóa level 3 này mà tất cả các khóa năng đoạn kim cương đều hỗ trợ rất tốt cho tất cả các học viên. Tôi muốn gửi lời biết ơn đến thầy Michael Roach với tất cả các giáo viên đã đem cái năng đoạn kim cương này về Việt Nam, và đặc biệt cảm ơn Adam Khu và anh Nguyễn Công Bình, tổng giám đốc của Adam Khu, chị Lưu Thị Thanh Mẫu, là những người mà đã quyết định đem năng lượng kim cương về đến cho cộng đồng Việt Nam. Và cũng xin cảm ơn toàn bộ các bạn nhân viên của Adam Khu đã rất nhiệt tình để mà tổ chức những cái khóa học này, cũng như cảm ơn toàn bộ các anh chị cộng đồng của DCI Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả
toàn thể DJI đã làm những chương trình quá tuyệt vời đến với tất cả chúng tôi. Xin cảm ơn. Tôi rất biết ơn thầy GC Michael Rose đã đến Việt Nam để chia sẻ cái phương pháp của năng động kim cương, và tôi rất biết ơn anh Bình, biết ơn Adam Khu đã tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận được với cái chương trình DJI này. Xin cảm ơn.